Nghe đến đây dị giá bu đốc gật gù mỉm mỉm cười đưa ra câu trả lời, sau khi suy nghĩ một hồi, anh ta quyết định chọn mua của người lạ để có thể tiết kiệm được gần 100.000 đồng. Thế nhưng, thực chất anh ta không hề lời lãi hơn được bao nhiêu vì bó hoa vừa đặt mua là hàng hoàn toàn tầm thường chất lượng, giá bút gốc chỉ có 200.000 đồng mỗi bó và khu chợ kia lãi được đến 550.000 đồng. Trong khi đó, người quen và bạn thân định bán cho anh hàng chất lượng cao thì mỗi người chỉ nhận lãi 50.000 đồng và 20.000 đồng mà thôi. Có thể thấy rằng, khi quá đặt nặng trĩu giá bút trị phải bỏ ra, chúng ta tầm thường quên mất chuỗi khi cân nhắc về những giá bút trị chiếm được. Chúc mừng bạn, bạn đã sẵn sàng nhập cuộc làm việc ở công ty chúng tôi rồi chứ? Từ trong câu trả lời này, vị giá bu đốc nhân sự nhìn thấy bộc lộ lòng tin giữa người với người rất rõ của nam sinh viên nghèo và cảm thấy cực kỳ ấn tượng. Sau ngày hôm đó, cậu sinh viên đã được nhận làm thực tập sinh tại tập đoàn nhiều người biết đến này. Có thể nhận ra rằng, trong cuộc sống lòng tin là thứ đáng trân quý nhất, khác lạ là trong buôn bán hội như hiện nay.